Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có công văn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng có liên quan tổ chức chốt chặn 24/24 giờ. Đặc biệt chú trọng tại các đường mòn, lối mở, đường thủy để ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biên giới, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ở trong nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, có phương án sẵn sàng cho tình huống có 1.000 người nghi mắc bệnh, khẩn trương lắp đặt camera giám sát tại các khu vực cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết kể từ 0 giờ ngày 4 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, chủ cơ sở kinh doanh ăn uống không bảo đảm công tác phòng chống dịch theo đúng quy định.